Vâng, xin chào toàn thể các anh em đam mê âm thanh và yêu cát trên khắp mọi miền Tổ quốc. Vâng, hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2018. Bên trung tâm điện tử Đóng Hoa lại được chào đón anh Nguyễn Đình Đồng. Vâng, anh ở thành phố Hải Dương lên là sắm cho gia đình một bộ dàn hát karaoke. Vâng, đây là bên trung tâm vừa đóng ghép xong một cấu hình karaoke của anh. Và cấu hình karaoke của anh gồm đầu tiên là một chiếc đẩy công suất BRCG AC4850. Với một chiếc đẩy công suất này thì nó được trang bị 64 sò công suất. Và tiếp theo là một chiếc lọc DBX2231. Và thứ ba là một chiếc vang GD Fuji GM5FX. Đây là một chiếc máy lân tiếng EX-Centec Audio có mã số 966LP. Vâng, và trung tâm đang ghép nó với một cặp loa ôm hàng máy xịn của Anh Quốc. RW12. Đây là một cặp loa máy xịn của nước Anh. Được sử dụng một chiếc loa bass 30 và một chiếc kèn. Vâng, rất hân hạnh được đón tiếp anh từ thành phố Hải Dương. Và trung tâm vừa đấu ghép xong và bây giờ là anh thẩm âm.
chi tiết về sản phẩm, mời quý vị hãy liên hệ theo hai số máy 0974637646 và 0918249265. Điện tử Tám Hoa giao hàng toàn quốc. Chân vịt quay là chị.